Về mất bạn ơi, ngon quá. Ngon. Trời đất ơi, nhùi quá. Không biết là có phải về Việt Nam chưa? Sao có chữ Nhật thế kia? Hello mọi người, mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh đây. Rồi mình với cả bạn mình đi ăn bánh canh cua. Sau đó là mình sẽ đi cắt tóc. Và nếu mà có thời gian rảnh thì có lẽ là mình sẽ đi thử xem thị trường Gundam ở Việt Nam nó như thế nào. Xem là giá nó có đắt so với ở Nhật không, hay là nó có những cái con hiếm không. Nếu mà thực sự là có một cái con nào mà ok thì chắc chắn là mình sẽ mua mình chơi. À không, mình không mua. Mình sẽ trả vờ trúng thưởng. Mình nói mình mua và mình đấm vỡ một. 1:37 Đen quá các bạn ơi, mình vừa đến cái chỗ mà được mọi người giới thiệu tới mà người ta đóng cửa rồi. Bây giờ ơi, hành trình đi tìm quán bánh canh ngon nhất Sài Gòn bắt đầu. Bạn mình bảo là không nên cầm điện thoại vừa đi vừa quay như thế bởi vì là có thể là mất điện thoại hoặc mất tay. Nani? Mình sẽ cất điện thoại đi tạm đã. Đến đấy thì mình sẽ quay tiếp. Ta. Wow. Cảm giác đi xe ở trong cái ngõ này vẫn rất là cái gì đó nha nhỉ. Xịt quá đi. Hay quá, vẫn mở các bạn. Chờ tôi phá cái mũ luôn. Nani? Trời ơi, quá rồi. Quá được ăn, dễ dễ sơ. Chắc mọi người không chửi mình là người dừng đông nhỉ? Nó quên cái canh này cái đó phải đi luôn á. Ta đã. Ồ, điện thoại trên bàn không? Ồ, oh, sao con này. Ghê mất bạn ơi. Ngon quá. Không khỏe không ta? Thì các bạn ơi, mình thấy có mấy cái đồ uống mà thề luôn. Từ bé ăn lớn mình chưa nghe thấy bao giờ luôn. Sâm bông cúc, lan ăn quả, đề tóc canh xả gừng. À, trà sữa thái thạch trà. Hay uống trà sữa thái thạch trà đi nhỉ? Có vẻ đây, không? Tôi đéo uống từ sáng một lần em uống. À thế à? Ok, thế thì sâm bông cúc la hán quả, nghe là có vẻ đầy đầy đấy. Trời hơi nước rồi. Người ca một cốc. Trời đá rồi, biết. Giờ các bạn ơi. Để cái điện thoại. Ngon. Nó giống, nó gần giống Dr. Thanh mà. Uống nó gần giống Dr. Thanh. Nice. Cái gì đây? Nước mắm. Chào bạn. Ô, mắm với cả chanh thế nào ấy? What? Ở đây gọi là tắc hả? Tắc. Tuyệt vời quá. Ngon. Trời ơi, chu qua mèn đẹp ơi. Quá. Sẽ có cái gì ta? Cái này là cái gì? Quẩy đây à? Đây đâu phải quẩy đâu. Kiểu quẩy quẩy. Bóng giò này, gan này. Hả? Nếu mà gan thì ăn tiết. À tiết, nhầm tí. Ngon quá các bạn ơi. Trời đất ơi, nhùi quá. Cái này ngon mà sao không thấy mấy à? Sao mày không biết? Cái này ngon vậy? Tôi mà ta không biết. Có cả cua là không biết quán này. À thế à? Món này đâu để có. Tuyệt vời. Anh em ở miền Bắc hoặc là anh em ở miền nào đấy mà chưa không có món bánh canh này, nếu mà đến thành phố Hồ Chí Minh thì nên ăn thử. Ngon bãi đạn. Không biết phải giải thích nhau mà nước nó sền các bạn ạ. Ngon lắm. Nice. Đã ăn xong các bạn ơi. Ngon quá. Giờ no rồi, đi cắt tóc bãi. Không biết cắt kiểu cho đẹp ta. Để cho cắt tóc của các bạn ạ. Đông bãi cả. Hello, mình vừa cắt tóc xong các bạn ạ. Nói chung là các anh ở đây cắt rất là kỹ. Nói chung là cũng được các bạn. Cũng được thôi, chứ cũng không phải là quá xuất sắc đâu. Nhưng mà thôi, thế là được rồi, hơn mấy anh Nhật rồi. Bây giờ thì mình định đi về shop Gundam, một chút đồ chơi. Nhưng mà thấy đóng cửa hơi sớm các bạn ạ. Chắc là nếu mà không đi được mấy cái shop đấy thì mình sẽ đi ăn bánh tráng nướng chẳng hạn. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn xem thế nào. Vì mấy lần vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi nhưng mà chưa ăn được. Không biết là nó ngon như thế nào không mà kiểu sao mấy anh em kiểu thích ăn thế. Một cái tin buồn đó là các cái shop mà bán Gundam ấy thì bây giờ người ta đóng cửa hết rồi. Nên là
bây giờ là hơn 7 giờ rồi nên là chẳng có chỗ nào mở cửa cả. Nên là mình sẽ đi lượn đường trà chanh, chiêu chiêu mình ngồi ăn bánh tráng nướng các thứ vậy. Bạn ơi. Gẹt cô. Hello chào các bạn. Mình ở đây cho ăn bánh tráng rồi. Mình cũng hơi ngố nhỉ. Ốc, sọc ốc. Rồi, khá là đông các bạn ạ. Mùa buổi hè, lâu lắm rồi mình có cảm giác mùa buổi hè thôi. Nói chung là ngồi vỉa hè các thứ rất là chill các bạn. Lâu lắm rồi mới ngồi ở đấy, ngốt gì. Ủa các bạn ơi, tôi ngồi đây thì tôi bắt đầu nhận thấy là như là mấy anh em trong này không cắn dương. Mấy anh em trong này không ai cắn dương hết đấy kìa. Xung quanh chỉ thấy ngồi ăn bánh tráng thôi. các bạn ơi, mình bảo sao mình thấy trong này cái gì nó cũng to luôn đấy các bạn. To lắm. Nó bự gì đâu. Ngon. Ngon đấy. Thưa mọi người, ở trong này hình như là các quán mình để ý là không có giấy khô cả. Gọi là giấy khô đúng không? Không giấy khô. Toàn là dùng khăn ướt hết ạ. Đa số rồi. Đa số là khăn ướt đúng không? Mà khăn ướt là cũng mất tiền đúng không? Lại một kiến thức mới. Ăn hết 3 cái bánh tráng nướng nhỉ? 3 cái bánh tráng nướng với 2 cốc nước to càng hết 110.000. Ăn vừa lấy ăn một canh cá, bún canh cá thì bao nhiêu tiền? Hơn 100, 2 bát đúng không? Trời ơi, ăn đến đau bụng luôn mà hết có 200 mấy nhỉ? Đúng rồi. Trời ơi, bất công di chuyển thôi. Tao thấy ở Sài Gòn ấy đi ăn các thứ sướng thật, rẻ vãi thề luôn. Okay. Nhưng mà tao thấy có quả cốc nước mà nó to như cái xô mà có mười mấy mười mấy nghìn là mẹ cũng vãi cả đái đấy. Hà Nội có cái xấu 20.000 25 đúng không? Mấy quán nhậu ở đây nước luôn. Quán nhậu ở Sài Gòn này rẻ nhá. Ừ. Như kiểu cái món nó chỉ 34.000 đấy. Còn lúc mà chia ra mỗi người hết 60-70.000. Đùa này, đây này. Cái quán nhậu này. Đấy. Hôm nay mà hôm nay là thứ mấy? Hôm nay mới là thứ năm. Ngày mai vẫn phải đi làm. Ui mà đông quá cả đái luôn. Ui, rất là cảm giác. Các bạn ạ, giờ mình mới biết là cái khách sạn mà mình ở ấy, cách bơ bán bò đi bộ đúng 5 phút. Nhưng mà mình bận quá mình không có cơ hội làm review các bạn. Nếu mà có cơ hội thì mình cũng muốn làm review về chè Trang Nhí hoặc là bơ bán bò. Bơ bắp bò hay bơ bán bò? Bơ bán bò. Bơ bán bò nghĩa là gì? Là cái cái thịt tên là bơ. À. Còn nó bán thịt bò gọi là bơ bán bò. À. Về Việt Nam rồi nhưng có cảm giác như ở Nhật đấy các bạn. Oh my god. Mặt sushi, udon, yakiniku thế này. Được chứ Nhật này. À ok, em ba. Wow. Izakaya ten nữa này. Trời. Quá dễ. Đi đây. Yên sư này. Đi đây. Trời ơi. Không nghĩ là mình ở Việt Nam luôn đấy. Không biết là có phải về Việt Nam chưa? Sao có chữ Nhật đấy kia? Chữ Nhật nữa kia. Người Nhật đi bộ ở đường nữa kia. Nani? Chắc là cảm giác.